Hai, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Hôm nay mình hướng dẫn mấy bạn cách nấu chuối sáp nha mấy bạn. Đây mình có cái quầy chuối sáp nè. Này là chuối nhà nha mấy bạn. Thì đầu tiên mấy bạn sẽ kiểm tra xem là nó chín hay chưa ha. Bằng cách là mấy bạn bóp nó, cảm nhận nó mềm nè. Thì là nó chín rồi. Thì mình nấu nó ngọt, nó mới dẻo nha mấy bạn. Đặc biệt đối với loại chuối này á, thì mình ăn sống sẽ không ngon ha. Mình phải nấu lên, mình luộc lên á. Thì có hai cách, đó là luộc và hấp. Nếu mà mấy bạn luộc á thì mấy bạn chế nước vô, còn nếu không thì mấy bạn dùng cái tả xôi nè, ví dụ như cái đồ hấp á mấy bạn đó, thì mấy bạn sẽ hấp nó. Thì nếu mà mấy bạn hấp á thì cái trái chuối mấy bạn nó sẽ giữ được cái độ ngọt và chất dinh dưỡng ha. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành cắt ra nha mấy bạn. Cắt ra những cái trái nào mà nó bị hư vậy nè thì mình bỏ đi ha, tại vì nó mình nấu hồi mình cũng bỏ mất công, mình lọ ngay từ đầu ha. Rồi những cái trái nào mà đây, những trái nào mà nó hư nó húi á, thì mình bỏ đi. Rồi mình lần lượt mình sẽ cắt ra, còn mấy bạn để nguyên nãy cũng được ha. Rồi sao mình cắt được bao nhiêu đây, sau khi cắt xong mấy bạn sẽ rửa ha, mấy bạn sẽ rửa cho nó sạch nha mấy bạn. Đó, mấy bạn sẽ rửa từ trái vậy nè, rồi mấy bạn sẽ cho vô cái nồi nha. Đó, mình rửa vậy mục đích là mình cho nó bớ nó hết rầy cho mấy bạn, mấy con rầy con rệp hoặc là những cái côn trùng á mình nấu ăn nó sẽ vệ sinh hơn ha. Đó, mình rửa nó đi. Chuối này là không phân thuốc nha mấy bạn. Rồi, thế là mình rửa từ trái và mình bỏ vô đây. Đây, mình đã rửa xong rồi nè mấy bạn. Đó, thì nó đã sạch rồi ha. Bây giờ tới mình lấy cái cho nước vô đây để mình hấp nha mấy bạn. Mình hấp chứ mình không luộc ha. Mình hấp để cho cái quả chuối của mình nó ngọt hơn á. Đó, mấy bạn cho nước vô. Trong quá trình hấp thì mấy bạn sẽ thăm nước nha. Nếu mà nó cạn thì mình chế nước thêm vô nha mấy bạn, chứ để hồi nó khét cái nồi nha. Đó, rồi mấy bạn đặt lên. Đây, đây nè. Đây là cái nồi hấp mini ha. Rồi mấy bạn sẽ đặt lên bếp. Rồi bây giờ mình sẽ đặt lên bếp nha mấy bạn. Đó, rồi mấy bạn sẽ chùm lửa lên ha. Cho mình một tay quay, mình nhà cha mình đặt chùm nè. Đó, rồi mình mấy bạn sẽ chùm lửa vô, và trong vòng khoảng là 45 tới 50 phút ha là nó sẽ chín. Nhưng mà tùy theo nha mấy bạn nha, mình phải thử trước khi mình vớt ra nha, để đảm bảo nó được chín đó. Rồi mình đã thử rồi, nó đã chín rồi mấy bạn. Bây giờ mình nhắc xuống nha. Thì cách thử như sau, mấy bạn có thể là lấy ra, mấy bạn có thể là lấy một trái ha. Mấy bạn lấy một trái, sau đó mấy bạn sẽ lấy một trái trên cùng, mấy bạn sẽ ăn thử ha. Nó dẻo và nó mềm, nó ngọt á, thì nó sẽ chín nha, nó không còn chát nha mấy bạn. Đó, rồi thì đây, mình đặt lên bàn ha. Mấy bạn lấy cái hao mấy bạn hứng vậy ha, để cho nó đừng có nhiễu nước xuống bàn á. Rồi bây giờ mình sẽ coi thành quả của mình nha. Rồi coi bất ngờ nghi ngút luôn. Đó, mấy bạn thấy không, nó đã chín hết rồi, nó nở hết rồi nè. Đó, mình đã thử rồi. Bây giờ một lát nữa mình sẽ lấy ra dĩa, vậy là mình có thể hương hức rồi đó mấy bạn. Đó, khoảng 50 phút ha. Thì chuối này nhà mình trồng không có phân thuốc á, không có phân á, nên là nó rất là ngọt luôn á mấy bạn, mà nó dẻo nữa, ngon lắm ha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra dĩa nha mấy bạn. Đó, thì mấy bạn lột sẵn dạ dày ha, hoặc là mấy bạn ăn bao nhiêu mấy bạn lột cũng được nha. Đó, rồi mình đã hướng dẫn xong các bạn cách mà mấy bạn hấp chuối sáp rồi ha. Nhớ là hấp, nếu mà mấy bạn hấp vậy nè thì nó sẽ ngọt hơn và nó giữ được chất dinh dưỡng trong cái quả chuối của mình ha, chứ mấy bạn lột thì nó sẽ loãng đi, không ngon bằng. Thì luộc cũng được nha.
Còn mình thấy đa số thì ở nhà mình sẽ hấp ha. Đây là kinh nghiệm của nhà mình, mình chia sẻ cho mấy bạn coi ha. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này nha. Đây nè, mình lọt được bao nhiêu đây rồi nè, vàng ươm luôn và rất là dẻo, mình đã thử rồi. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video đến thời điểm này. Thì mến chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha.